bán. Tại vì đây là cái clip miên man, có những cái tâm sự ở trên cái cộng đồng mạng mà tôi theo dõi liên tục những ngày qua, nhất là những anh Việt Kiều. Chào An Bình Tâm nha. Việt Kiều thì có An Bình Tâm rồi, đúng không? Thành ra là tôi có một cái chủ đề này, nó không phải chủ đề, nhưng mà đây có là những cái lời tâm sự. Tâm sự của những người dân, những cái người yêu mến Việt Kiều, thân thương với những người Việt Kiều. Rất mong muốn gặp được những người Việt Kiều. Thì có những cái lời để mà tâm sự. Nhất là những cái người mà có một cái tâm trạng là mến mộ đất nước, hoặc giả là chống lại cái luận điệu xuyên tạc của nước ngoài, thì rất là thích những người Việt Kiều có những cái tâm tư, có những cái tiếng nói chống lại cái bọn chống cộng của tôi, và đặc biệt là những Việt Kiều Mỹ. Tôi nói đây tôi không nịnh người nào hết, nhưng mà tôi nói một cách công khai như thế, tại vì cái số lượng mà cái bọn phản động và chống cộng cực đoan đa số là nó ở bên Mỹ, nhất là cái tiểu bang California, Nam California, chống cộng cực đoan, chống cộng cực kỳ. Mà cái này mà được các anh ở Việt Kiều như An Bình Tâm, hoặc giả là anh Trần Hùng, hoặc giả là anh Hoàng Duy Hùng, anh Nguyễn Hồng Phúc, rồi một số anh nữa phản bác lại, thì rất là tuyệt vời đối với nhân dân Việt Nam. Tôi nói như các bạn, rất tuyệt vời. Có thể là các anh xem những lời nói của các anh nó không có lớn lao gì, nhưng đối với nhân dân trong nước và những người có một cái ý tưởng chống lại các bọn chống cộng cực đoan xuyên tạc đất nước thì rất là tuyệt vời. Tôi nói là có thể là nói như bây giờ anh và luật sư Hoàng Duy Hùng nha, và nếu mà về nhà tôi đó nha, có việc mà gặp được đó nha, với những cái lời lẽ của ảnh và ủng hộ về đất nước, phân tích về lý lẽ, thì có thể nói là nhà tôi có thể là tôi nghèo thiệt, tôi dám là nhịn đói để tôi tiếp anh Hoàng Duy Hùng với những người như thế. Còn một số anh em nữa, tôi sẵn sàng nhịn ăn để tiếp các anh đó. Nhưng mà tiếp đây không phải tiếp rồi để kể công nha, mà tiếp đây với một tấm lòng của một cái người mến mộ những cái người có một tiếng nói trọng lượng, có một tiếng nói chân thật về đất nước. Và sau khi năm 1975 thì cái sự thật về cái chế độ càng ngày nó được càng phơi bày. Mọi người đều hiểu chế độ cộng sản hết, chỉ có những phần tử chống đối thôi. Những phần tử đó như tôi đã nói là vì quyền lợi. Chào mình coi nha, vì quyền lợi, vì cái cá nhân. Chứ còn đại đa số người ta đều thấy được cái ưu việt của cái chế độ cộng sản, và cái tích cực trong vấn đề xây dựng đất nước, cái nhân ái trong vấn đề chăm lo cái đời sống thực tế của người dân. Đó là cái đề chúng ta không thể công nhận. Và chúng ta so sánh lại hai, tôi nói về nông nghiệp thôi, thì trước kia cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa nó có xây dựng gì được cho nông nghiệp đâu. Mà bây giờ sau khi giải phóng rồi thì các bạn về cái nơi đồng Pháp 10 các bạn sẽ thấy, nếu không có một cái chính sách, cái chủ trương vì dân khai phá cái đồng Tháp 10 để người dân từng ngày từng giờ được no cơm ấm áo và đi đến cái chỗ là giàu sang, thì không có những cái chủ trương cải cách thủy lợi, cứ để bừa như cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngày trước thôi, mặc để cho mũi ở, mặc để cho đĩa ở, để cho đồng bưng năng lát mọc xum xuê, đâu có xây dựng và đâu có cải cách như thế này. Thì đây tôi nói mở mặt đóng mặt riêng về một cái cạnh đó, thì chúng ta đã thấy được cái ưu việt của đất nước, thấy được cái ưu việt của một chế độ. Và cái tiếng cộng sản dần dần nó đã quen dần, và nó đi vào lòng người dân, trong đó có một số người vượt biên ở nước ngoài. Và nhất là những cái năm mở cửa, nghị quyết 36 được bung ra, thì đại đa số người Việt trở về Việt Nam để xem lại cái đất nước nó như thế nào. Thì khi về Việt Nam người ta giật mình, đất nước nó phát triển, và cái chế độ cộng sản nó không giống như những cái lời xuyên tạc của các bọn chống cộng cực đoan, và nó cũng không giống như cái tuyên truyền của cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngày trước. Rõ ràng nó không phải như thế. Thì người ta dần dần người ta quan tâm, người ta có những tiếng nói tích cực cho đất nước. Tích cực đây không có nghĩa là nịnh bợ, nói sai sự thật, tô hồng đất nước, tô hồng chế độ, mà cái tích cực ở đây là nói đúng cái sự thật của đất nước. Và những cái tiếng nói của những người Việt Kiều vô cùng có trọng lượng với những cái người ở bên nước ngoài. Thì như vậy tôi nói là cái tâm tư của những người ở trong nước nghĩ về các anh Việt Kiều không ngoài cái mục đích
là vì các anh đó có tiếng nói lên cái sự phát triển của đất nước, nói lên cái sự thật của đất nước. Thì ngược lại, tôi nói là cũng có một số anh em Việt kiều đáp ứng lại được cái nguyện vọng đó, mà tôi nói cụ thể như luật sư Hoàng Duy Hùng đã đáp ứng lại được cái nguyện vọng đó sau khi về nước, đã có những hành động, có những tiếng nói rất trung thực. Nhưng ngược lại cũng có những kẻ lợi dụng vào cái mắt Việt kiều, lợi dụng vào cái mắt Việt kiều để mưu cầu cái gì? Mưu cầu cái lợi ích cá nhân riêng tư của mình. Đó là một vấn đề nguy hiểm nữa. Và anh em trong nước rất buồn, rất đắn đo và rất bức xúc, mà cụ thể là rất bức xúc, là lợi dụng vào cái lòng yêu nước, cái niềm tin của những người ở trong nước suy nghĩ về với những người Việt kiều nước ngoài. Các anh lợi dụng vào cái đó để các anh thực hiện những cái lợi ích cá nhân bẩn thỉu của các anh. Nó đau lắm, tôi nói các bạn nó đau lắm. Nó không phải vì kinh tế mà nó đau về cái tinh thần của người, những cái người mà có cái nguyện vọng gì các anh. Rất đau. Người ta mong mỏi các anh là vì cái tâm, vì cái sự mến mộ của người dân trong nước đối với các anh. Nhưng các anh lợi dụng vào vấn đề đó để các anh mưu cầu những cái lợi ích cá nhân. Thì những cái tiếng nói chống lại cái bọn chống cộng cực đoan của các anh ở bên nước Mỹ, nó thành vô nghĩa. Nó thành vô nghĩa. Nó làm cho những người anh em ở trong nước và số bà con ở trong nước bức xúc. Nhưng bức xúc cũng không làm gì được các anh, tại vì chửi qua chửi lại hoặc giả là các anh ở bên Mỹ thì ở nhân dân ở trong nước không làm gì được. Nhưng các anh đã vô tình, các anh cố ý làm tổn thương đi cái tình cảm đó. Mà con người Việt Nam, tôi nói các anh, cái tình cảm là cũng quan trọng nhất. Khách đến nhà có khi người ta hy sinh cả một vấn đề gì đó để người ta tiếp đón các anh. Thì các anh đừng lợi dụng được. Đừng lợi dụng được. Quan niệm của Tây Phương của các anh sống ở bên nước Mỹ, những nước tư bản, thì nó khác xa với những cái quan niệm của Việt Nam, của người Việt. Có một cái truyền thống là trọng đạo, kính lão đắc tràng, có một cái nề nếp văn hóa khép kín, thì nó không thể giống như những cái nước tư bản. Các anh đừng đem những cái văn hóa của một cái nước tư bản trần truồng các anh áp dụng cho cái dân tộc Việt Nam. Đừng đem những cái sinh hoạt phù phiếm mở cửa của những người phụ nữ châu Âu mà các anh áp dụng cho những người phụ nữ Việt Nam có một cái truyền thống kín đáo của chiếc áo bà ba hoặc giả là một chiếc áo dài. Ở đây tôi nói một cái chung để các anh suy nghĩ. Tôi không đả kích một người nào, không phê bình hẳn một người nào, nhưng tôi nói tôi phê bình cho những cái tư tưởng lợi dụng, là tôi chỉ trích những cái phần tử lợi dụng vào cái lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam, những anh em ở trong nước đón tiếp các anh và các anh xem thường những vấn đề đó. Tôi nói các anh ở bên nước ngoài, tôi nói kể cả những luật sư Hoàng Duy Hùng là những người có tiếng nói tích cực ấy. Nhưng các anh có nói hay không nói thì đất nước Việt Nam vẫn phát triển. Đó là một điều chắc chắn. Chứ không phải vì cái tiếng nói của các anh, vì tiếng chửi bới của các anh với cái bọn phản động, cái bọn chống cộng cực đoan mà đất nước phát triển đâu. Không. Cái này các anh, nếu các anh nghĩ nhờ các anh để đất nước phát triển thì các anh đã sai lầm. Mà cái phát triển đây là toàn dân với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam làm cho dân giàu nước mạnh thì nó phát triển thôi. Nhân dân hưởng ứng là nó phát triển thôi. Còn tiếng nói của các anh đó là mặt tinh thần. Các anh chửi các bọn chống cộng cực đoan bằng mọi cái luận điệu thì đó là cái tinh thần. Nó chỉ giúp cho cái người nghe hả hê trong phút chốc nào đó thôi. Chứ các anh chả có là cái gì để mà các anh vinh dự hoặc các anh là nguyên quang. Để cho người ta kính nể các anh. Cũng như tôi nói, như luật sư Hoàng Duy Hùng, để cho nhân dân được kính nể hiện tại và nhân dân đang kính nể luật sư Hoàng Duy Hùng này.
cứ noi cái gương đó đi. Chứ các anh không ở nước ngoài, các anh không làm cha làm mẹ gì được cái dân tộc Việt Nam này đâu. Người ta hoan hô, người ta dỗ tiếp đón các anh là vì cái tình thương của đất nước đối với các anh. Như tôi nêu cụ thể mấy trường hợp. Nói chung các anh mà trước khi tham gia một cái chế độ của Việt Nam Cộng Hòa mà các anh có tiếng nói chân thật về đất nước thì các anh sẽ được tiếp đón thôi. Nhưng các anh đừng lợi dụng vào vấn đề đó. Ở đây tôi nói một cách rất khách quan và tôi theo dõi từ cách đây khoảng một tuần nay thì có những cái sự việc xảy ra trên cộng đồng mạng mà có một số anh chị em đã bức xúc vấn đề của những người Việt Kiều. Và tôi mong rằng những anh Việt Kiều này nên gọi là tất cả các anh Việt Kiều. Đại đa số người ta không phải người ta không chửi cái bọn chống cộng cực đoan, người ta vẫn làm thinh nhưng vẫn được nhân dân Việt Nam kính nể, vẫn được bà con tiếp đón. Chứ đào to búa lớn, các anh có chửi, các anh có đào cái bọn chống cộng cực đoan thì nó cũng vẫn còn sống, nhăn răng ra chứ nó không có chết. Nhưng các anh xúc phạm đến đất nước, xúc phạm đến người dân tộc Việt Nam thì nó làm vết đau cho người Việt Nam. Và buộc người ta phải đúng như người ta nói. Đây tôi nói một cách khách quan, tôi không nguyên ngữ là Việt Nam. Rồi còn một cái nguy hiểm nữa là các anh vô tình các anh để cho cái bọn chống phá, vô tình các anh làm cho cái phong trào đoàn kết ở trong nước nó bị lũng đoạn. Nhóm nào cũng thế, phe nào cũng vậy. Nếu các anh là những người Việt Kiều chân chính thì các anh tìm cách nào đó để cho cái lực lượng mà chống đối các bọn phản động cực đoan ở bên nước ngoài được đoàn kết trở lại, những anh em ở trong này được đoàn kết trở lại, bất đồng chính kiến, bất đồng quan điểm, bất đồng cá nhân, nhưng làm sao mà các anh là Việt Kiều các anh nối lại được cái đó thì các anh mới là những người hay. Chứ anh nghiêng ngả phe này, các anh nghiêng ngả phe kia để các anh tạo lên cái quyền lợi cá nhân của các anh thì tôi nói là nhân dân Việt Nam không ai tôn trọng. Và kể cả tôi cũng không tôn trọng. Các anh có một cái chân thành thì các anh sẽ được tôn trọng và các anh sẽ được công chức. Đó là một điều chắc chắn. Thì bây giờ các bạn cứ thấy, như nếu bây giờ tôi nói như luật sư Hoàng Như Hùng hiện nay, mà nếu luật sư Hoàng Hùng về nước thì các bạn, tôi nói bảo đảm là máy bay chưa xuống là có người dân đã đón tiếp rồi. Tại sao thế? Luật sư Hoàng Như Hùng cũng đâu có chửi thậm tệ hay là thô tục hay là anh hùng xưng bá gì ở bên nước ngoài đâu. Nhưng mà tại sao người ta đón tiếp như thế? Tuy là có một số người không giống như luật sư Hoàng Như Hùng về cái điều kiện. Vì luật sư Hoàng Như Hùng là luật sư, các anh là những cái người thường thôi. Nhưng cái tâm, tôi nói cái đây là cái tâm, các anh yêu cầu cái tâm của các anh giống như luật sư Hoàng Như Hùng thì các anh sẽ được đón tiếp. Chứ không cần phải, không phải là đem tiền hàng ngàn, hàng tỷ đô về Việt Nam mà các anh được đón tiếp đâu. Thành ra có một số Việt Kiều, một số nhỏ thôi, tôi nói cho các bạn chứ không phải là tôi nói hết, những người Việt Kiều đang lợi dụng vào vấn đề đó. Lợi dụng vào cái niềm tin và cái thương yêu. Các anh đã lầm, các anh sai lầm, các anh nghĩ là người ta tiếp đón các anh vì các anh là những cái nhân vật quan trọng. Đó là một điều sai lầm. Tôi là một nhà báo, tôi là một nhà sĩ quan bị kích. Tôi là một nhà tư tưởng lớn, có tiếng nói trọng lượng, có tiếng nói là quên quan ở nước ngoài, chống lại các bọn chống cộng cực đoan. Tôi về nước thì tôi là một cái người trên hết, nhân dân sẽ ủng hộ tôi, mọi người sẽ hoan nghênh tôi. Sai lầm. Ở đây người ta cần cái tình, nó không phải cần vấn đề vật chất. Cái tình là cái quan trọng nhất. Thì tôi có một cái số ý để góp cùng với lại cái quan điểm. Vì nếu tôi là một cái người trung lập, tôi phải có cái nhận xét. Mặc dù cái nhận xét tôi có mít lòng các anh, nhưng các anh, nếu các anh nằm ở trong cái đó, nó còn những vấn đề chi tiết mà tôi không muốn nói. Có nghĩa là các anh tự các anh suy nghĩ, các anh thấy những cái hành động của các anh đúng mà là sai. Các anh chống phản động là vì cái chung chứ không phải vì cái riêng. Nhân dân trong nước chống phản động, chống cái bọn chống phản động cực đoan
tại vì cái chung của đất nước chứ không riêng cái riêng của người nào hết. Thì các anh đừng lấy cái riêng của mình áp dụng vào đó. Thì tôi có mấy lời cùng với các anh Việt Kiều xin tạm biệt và hẹn lại cái livestream khác. Xin kính chào.